Ngày tốt tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Tâm An xin chào các bạn. Tháng mới với những dự định mới để công việc diễn ra suôn sẻ thì việc chọn ngày tốt là điều rất quan trọng. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ ra những ngày đẹp và tốt nhất trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão để khai trương, xuất hành, cưới hỏi, động thổ, nhập trạch làm nhà, mai táng và nhiều công việc khác góp phần tránh hung đón cát. Video của chúng tôi sẽ được chia làm 4 phần. Phần 1. Cơ sở để lựa chọn ngày tốt. Phần 2. Các ngày xấu liên tránh và các ngày có các sao đại hung cần loại bỏ. Phần 3. Tổng hợp và đối chiếu từng ngày theo cuốn âm dương đối lịch để lựa chọn ra ngày tốt nhất. Phần 4. Các ngày tốt nhất này được lựa chọn tốt cho việc gì và kiên kỵ với tuổi nào. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy comment xuống bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Phần 1: Cơ sở để lựa chọn ngày tốt. Được tổng hợp từ các cuốn sách như Âm Dương Đối Lịch của tác giả Nghiêm Minh Quách, cách xem ngày tốt xấu của tác giả Trần Đình Tuấn và các sách cổ khác. Căn cứ vào số ngày theo âm lịch bằng phương pháp loại bỏ các ngày xấu, các ngày có các sao đại hung, xem các sao tốt trong ngày và tiết khí từng tháng để lựa chọn ra ngày tốt nhất, phù hợp với từng công việc với các tính chất khác nhau. Phần 2. Các ngày xấu lên tránh Tháng 3 là tháng bính thìn, tháng thiếu có 29 ngày, tiết khí từ cốc vũ đến lập hạ. Do lập hạ bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, nên từ ngày mùng 1 đến ngày 16 sẽ được xét theo tiết khí cốc vũ, còn lại sẽ xét theo tiết khí lập hạ. Vì vậy, chúng ta cần lưu ý khi xem ngày tốt, cần xem tiết khí của cả tháng 3 và tháng 4. Trên đây là 10 ngày xấu lên tránh và các ngày có các sao đại hung cần loại bỏ bao gồm một là các ngày sát chủ âm và dương, hai là ngày thụ tử, ba là ngày tam nương, bốn là ngày kim thần thất sát, năm là ngày dương công kỵ nhật, sáu là ngày nguyệt kiến chuyển sát, bảy là các ngày nguyệt kỵ và các ngày nguyệt phá. 8 là các ngày Nguyệt Sát và các ngày Tam Sa Sát 9 là các ngày Con Nước 10 là các ngày Bạch Hộ Nhập Trung Cung Ngoài ra, có một số ngày có các hung tinh có độ mạnh vừa phải lên tránh như các ngày có các sao trùng tang thiên địa chuyển sát, đại hao, ly xào, thiên hỏa, địa hỏa, không phòng, kiếp sát, băng tiêu ngoại hãm Phần 3 Tổng hợp và đối chiếu từng ngày theo cuốn âm dương đối lịch để lựa chọn ra ngày tốt nhất. Có những ngày mà nhất định chúng ta cần loại bỏ vì theo phong thủy, đây là những ngày xấu mà khi sử dụng nó có thể liên quan đến chết chóc, ảnh hưởng đến tính mạng, ví dụ như các ngày sát chủ. Sát có nghĩa là giết, sát chủ dương là ngày kiêng kỵ làm những việc trọng đại liên quan đến người sống như xây dựng nhà cửa, khởi công động thổ, đào móng cưới xin, mua xe hay lập doanh nghiệp. Còn ngày thọ tử là ngày hung đối với mọi việc. Ngày dương công kỵ là những ngày có trường khí kém cắt lợi, những công việc như động thổ, đào đất, sửa sang nhà cửa, an táng bộ phần đều phải kiêng kỵ. Những ngày kim thần thất sát là những ngày bách sự kỵ, trăm việc đều kỵ và không tiến hành vào ngày này. Hay các ngày nguyệt kiến chuyển sát là những ngày trời đất chuyển sát nên cũng rất hung. Ông cha ta có câu, Mùng 5 14 23 làm gì cũng hỏng chẳng ra việc gì, vì vậy các ngày mùng 5 14 23 là các ngày nguyệt kỵ. Chúng ta cũng không làm gì. Để thuận tiện cho việc tra cứu, chúng tôi đã lập ra bảng chọn ngày tốt tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 như hình. Ngày mùng 1 là ngày Mậu Thân, phạm đại hung tinh ta không xét đến. Ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 Phạm đại hung tinh ta không xét đến Ngày mùng 5, mùng 6 Phạm đại hung tinh ta không xét đến Ngày mùng 7 là ngày tam nương Tuy nhiên Có nhiều sao tốt như nhân chuyên Sinh khí và trực khai rất tốt Vì vậy Ngày mùng 7 Tháng 3 âm lịch tức ngày 26 tháng 4 dương lịch là một ngày tốt. Đây là ngày giáp dần, là ngày tam nương nên kỵ với việc cưới hỏi. Tuy nhiên có nhiều sao tốt như sát cống nhân chuyên, tốt cho việc động thổ, khai trương nhập trạch, chuyển về nhà mới. Ngày này mang hành thủy nên nó khắc và bị khắc với các tuổi Mậu Thân, Bính Thân, canh ngọ và canh tí. Ngày giáp dần sẽ không dùng được cho tuổi thân và không dùng cho những người can Mậu. Ngày mùng 8, mùng 9 phạm đại hung tinh ta không xét đến. Ngày tốt Đại cát thứ hai là ngày mùng 10 tức ngày đinh tỵ, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tức ngày 29 tháng 4 dương lịch, đây là ngày thứ bảy là ngày minh đường hoàng đạo có nhiều sao tốt như thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, ngũ phú, âm đức tốt cho các việc khai trương, cầu tài lộc, mở cửa hàng, cưới hỏi, động thổ làm nhà. Ngày này mang hành thổ nên bị khắc và khác với các tuổi kỳ hợi, quý hợi, quý mùi, quý sửu Ngày này sẽ không dùng cho các người tuổi hợi và những người mang can tân. Ngày 11 là ngày mậu ngọ, không phạm đại hung tinh. Tuy nhiên, số sao xấu nhiều hơn số sao tốt. Và số sao xấu có độ mạnh như kiểu thủ quỷ, ni xào, thiên hỏa. Vì vậy, đây là một ngày xấu, chúng ta không nên dùng. Ngày 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18 phạm các đại hung tinh và các cát tinh không hóa giải được nên chúng ta không nên dùng. Ngày 19 là ngày bính dần, không phạm đại hung tinh. Tuy nhiên, số sao xấu nhiều hơn số sao tốt, số sao xấu có độ mạnh như kiếp sát, băng tiêu hoang ả hãm, trùng tang. Vì vậy đây là một ngày xấu, chúng ta cũng không nên dùng ngày 20, 21, 22 và 23 phạm các đại hung tinh chúng ta không xét đến. Ngày tốt thứ ba trong tháng là ngày 24 tháng 3 âm lịch là ngày Tân Mùi, tức ngày 13 tháng 5 dương lịch. Đây là ngày thứ bảy là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, có nhiều cát tinh lớn như Nhân Chuyên, Thiên Đức, Thiên Phú, Nguyệt Tài, Lộc Khố, rất tốt cho các việc như xuất hành, động thổ, sửa kho, dựng nhà, ngày này mang hành thổ ngày tân mùi khắc và bị khắc bởi các tuổi quý sửu đinh sửu ất dậu và ất mão ngày tân mùi sẽ không dùng được cho các người tuổi sửu và những người mang can ất ngày tiếp theo chúng ta xét đến là ngày 25, 26, 27 và 28 phạm đại hung tinh mà không cắt tinh nào hóa giải được. Vì vậy chúng ta không xét đến ngày tốt cuối cùng trong tháng là ngày 29 tháng 3 âm lịch, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch. Đây là ngày thứ năm ngày bính tý có rất nhiều cát tinh lớn như sát cống, thiên mã, thiên đức hợp, thiên quý, thiên giải, tốt cho các việc động thổ, xây dựng sửa chữa nhà cửa, khai trương cầu tài lộc, mở cửa hàng, cửa hiệu, an táng, tế lễ, Tế lễ, chữa bệnh và kiện tụng. Ngày bình tí khắc và bị khắc bởi các tuổi canh ngọ và mẫu ngọ. Ngày này sẽ không dùng cho các tuổi ngọ và các người có can canh. Vậy, trong tháng 3 âm lịch chúng ta có 4 ngày tốt đó là ngày mùng 7 âm lịch, ngày mùng 10 âm lịch, ngày 24 âm lịch và ngày 29 âm lịch. Tuy nhiên, lấy việc làm cương, lấy thần làm mục, nghĩa là chọn giờ ngày tốt phải căn cứ vào tính chất của công việc làm đầu, sau đó mới chọn sao tốt để có khả năng hỗ trợ thực hiện hoàn hảo các việc đề ra. Có những thần sát đặc biệt kỵ với những việc này nhưng lại không kỵ với các việc khác. Đối với những thần sát có độ mạnh vừa phải, ta cũng có thể chấp nhận và cân đo đong đếm các yếu tố khác để có thể dùng. Vì vậy, nếu còn bất cứ thắc mắc nào các bạn hãy comment xuống bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Phần 4, sau khi tổng hợp các ngày tốt, chúng tôi đã tổng lại. Chúng tôi đã tổng hợp lại bảng như hình. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy comment xuống bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Video đến đây là kết thúc. Hy vọng với những thông tin trên các bạn sẽ lựa chọn ra được ngày đẹp nhất trong tháng để tiến hành các việc trọng đại của gia đình. Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.